Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Trước tiên thì chúc anh em có được ngày làm việc vui vẻ và đầy thành công nha anh em. Trong clip ngày hôm nay á, mình quay lại với cái chủ đề là cây mai nó bị lá nhỏ anh em, lá nhỏ lá nhuyễn bé xíu xíu á. Thì trường hợp này thường gặp sau khi mà anh em mình chơi Tết á, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn có rớt lại một số cây mà nó bị lá me như thế này ha. Thì trên cây này á là nó bị toàn thân luôn anh em, toàn cây khắp cây luôn ha, chứ không phải bị một phần lá me đâu nha. Cây này là cây của mình chứ không phải cây của ai hết nha anh em. Thì chăm cây là vậy đó, không phải là cây nào mình cũng muốn là phát triển tốt là được đâu ha, nó phát triển không đồng đều đâu anh em. Lá nó bé xíu xíu thế này nè, nhỏ hơn ngón tay luôn đó, khắp toàn cây luôn. Thì mình sẽ nói về cái nguyên nhân và từ từ cái cách mà mình để khắc phục cho lá nó lớn hơn. Đó, nó lớn như cây bình thường đây ha. Anh em nhìn nè, cái bộ lá này bộ lá bình thường ha. Đó. Còn bên này thì lá nó quá nhỏ. Mình quay xa để anh em nhìn dễ thấy nè ha. Nhưng mà tuy nhiên cũng còn tùy thuộc vào giống mai nữa nha anh em. Có giống thì lá nó lớn và có giống thì lá nó nhỏ là chuyện bình thường anh em. Nhưng mà nhỏ theo cái kiểu này á là bị lá me thiệt đó, chứ không phải đổ thừa tại giống ha. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến hiện tượng cây bị lá me như thế này á là do cây thiếu những dưỡng chất cần thiết để làm cho lá nó lớn lên nha nè. Đó, còn á, tại sao cây thiếu dưỡng chất á, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Chẳng hạn như giả sử cây của anh em bị nấm bệnh tấn công ở trên thân, trên lá là gì đó, trên thân á, thì nó không hấp thu được nó dưỡng chất có thể để nuôi cho bộ lá, thì nó cũng dẫn đến hiện tượng lá me. Hoặc là cây của anh em bị tuyến trùng hại rễ ở dưới nhiều quá, nó làm hư hại bộ rễ, là nó đâu hấp thu được dưỡng chất mà mặc dù chúng ta cũng đã cung cấp đầy đủ cho cây, nhưng mà lá me vẫn là lá me tại cây không hấp thu được. Rồi cái nguyên nhân nữa là do chúng ta không cung cấp thì không cung cấp lấy dưỡng chất đầu ra để cho nó phát triển bộ lá được. Với lại thêm một phần nữa, cái hiện tượng này rất là thường gặp khi những cây của anh em mà thay đất cắt tỉa rễ rồi đó. Đó thì nó rất là dễ bị là cái hiện tượng này anh em. Đợt lá đầu tiên rất dễ bị luôn. Vì anh em biết cây này là cây của mình, là trường hợp này là cây này là mình thay đất cắt tỉa rễ này anh em. Cách đây khoảng chừng 2 tháng rồi á, là mình lấy cây này mình thay đất rồi mình cắt tỉa rễ. Tại trước khi làm nó cũng không phát triển nữa nè. Mình nghĩ chất trồng nó có vấn đề cho nên mình ra mình thay bỏ chất trồng cũ đi, mình thay vào đây chất trồng mới ha. Khi làm thay chất trồng thì bươi hết chất trồng ra thì phải cắt tỉa rễ rồi. Cho nên mình muốn phục hồi cái cây này lại. Mà tới bây giờ thì khoảng chừng hơn 2 tháng rồi, mình đâu cung cấp dưỡng chất cho cây đâu. Mình chỉ việc làm việc duy nhất là kích rễ cho cây thôi. Còn các loại phân bón rồi đâu dám đưa vô đâu. Mình cắt rễ rồi đưa phân bón vô làm chi. Đó, cái này á, cái vấn đề này á, khi cắt tỉa rễ mà không được sử dụng phân bón, mình đã nói với anh em khán giả rất nhiều lần rồi ha. Chắc ai quen kênh của mình cũng đều hiểu được cái điều này rồi. Rồi, như vậy là các nguyên nhân mà có thể dẫn đến cây bị lá me á, thì mình vừa nói xong ha. Anh em nào mà bị cây của mình bị lá me á, thì tự tìm hiểu xem là cái nguyên nhân nào dẫn đến cái hiện tượng cây của anh em bị lá me ha, rồi tìm hướng khắc phục. Còn riêng đối với trường hợp cây này của mình á, là mình không đưa dưỡng chất vào vì mình mới thay đất cắt tỉa rễ anh em, cho nên nó thiếu dưỡng chất do mình không cung cấp. Đó, hơn 2 tháng nay mình chỉ việc là kích rễ cho cây thôi để có bộ rễ mới. Khi cây đã có bộ rễ mới xong rồi á, mình mới có quyền là cung cấp dưỡng chất vào. Thì điều này mình cũng đã nói rất là nhiều lần rồi. Thật sự mình không thấy được bộ rễ ở dưới nó phát triển chưa. Nhưng mà mình kích rễ hơn 2 tháng nay với kích chồi á, thì theo mình nghĩ bộ rễ cũng đã có rồi. Bây giờ là xử lý riêng đối với cây này của mình á, thì mình sẽ cung cấp dưỡng chất vào cho cây này của mình. Thì từ từ bộ lá sau tiếp theo thì nó sẽ phục hồi, nó lớn dần thôi anh em. Theo mình nghĩ là lớn dần thôi nha, chứ không phải một phát một mà anh em đòi là nó trở mình một cái là lớn lớn tối đa có thể thì cũng chưa chắc lắm đâu ha. Thì dần dần là tốt lắm rồi.
Còn trường hợp mà nếu cây của anh em bị lá me á, mà trước giờ anh em chưa kích rễ như cây này của mình á, thì anh em sử dụng bộ đôi này nè để tưới gốc, để kích rễ cho cây ha. Còn ở sử dụng một gói, không phải một gói, một loại Atonit thôi, là phun lên cái dàn tàn để kích chồi cho cây ha. Đó, cái bộ đôi này nhiều lần mình cũng đã nói về cái việc kích rễ và kích chồi thì phải sử dụng như vậy nè ha. Tưới gốc á, thì sử dụng hai loại ha, Humid và Atonit. Còn phun lên bộ tàn của cây á, là bằng Atonit không ha, để kích chồi là làm 6 lần anh em. Đó, làm 6 lần ha, mỗi lần cách nhau một tuần là bắt đầu là nghỉ. Như cây này của mình là mình đã làm xong 6 lần rồi, cho tới bây giờ là mình đã nghỉ. Tới bây giờ có thể mình đưa dưỡng chất vào là được nè. Còn anh em nào mà kích rễ rồi như cây này thì thôi ha, là bắt đầu mình cung cấp dưỡng chất. Và sau khi anh em đã hoàn thành xong cái giai đoạn là 6 lần kích rễ rồi á, thì anh em hãy lặt bỏ hết các cái lá nhỏ mà nó già mà nó nhỏ này đi ha, lặt bỏ hết đi, chỉ trừ lại một vài cái chồi non thôi anh em ha, làm mồi nhử thôi ha, trừ lại một vài chồi non thôi đó. Còn anh em cứ lặt bỏ hết cái này á, thì do nó thiếu dưỡng chất nha anh em, chứ không phải bị bọ trĩ hay là bị bệnh gì đó mà khiến cho lá nó nhỏ gì đâu ha. Tại vì anh em quan sát lá thử coi, nó vẫn thẳng bình thường ha đó, chứ nó không có cong mo hay là bị gì cả. Lại bỏ hết cái bộ lá cũ này đi, nhỏ này đi, rồi tìm dưỡng chất cho hợp lý để mà đưa vào cho cây, để bộ lá tiếp theo thì nó to hơn, nó cứng cáp hơn, nó đẹp hơn anh em. Chứ bộ lá bé xíu xíu này nhìn cũng thảm sầu quá ha. Cái cây này của mình á, là mình trồng hơn một năm rồi anh em, mà mình mua cái phôi á về mình trồng mà phát triển cũng kém lắm đó, cho nên mình năm nay mình làm lại nó thử xem sao ha. Thì trồng nhiều cây là vậy đó, nhiều so với mình thôi nha anh em, chứ đừng có so với các nhà vườn ha. Thì vài chục cây được gọi là nhiều rồi, cùng chế độ chăm sóc nhưng mà cũng không phải cây nào cũng phát triển đạt như mình mong muốn đâu ha, phải có cây này cây kia rồi. Và sau khi mình lặt hết lá xong thì nó ra cái ngoại hình nó như vậy nha anh em. Đó, mình trừ lại một số cái đọt non nha, đừng có lặt bỏ đọt non hết, làm mồi nhử anh em. Lẽ ra cái cây này của mình á, lúc mình thay đất cắt tỉa rễ rồi mình cắt cành rồi luôn á, là mình ghép luôn lúc đó luôn rồi, thì có thể là may ra nó đỡ hơn ha. Nhưng mà lúc đó ngặt một cái nó, mình không có bo nè, không có bo để ghép ha, lúc vừa Tết xong bo khó lắm. Những cái tược nào mà nó dài quá, nó vượt quá thì mình ngay thời điểm này mình vẫn có thể bấm chặn nha, nhưng mà đừng có bấm chặn hoàn toàn anh em, để tược non đó. Những cái kim ở trên cái tược này nè thì mình sẽ vào dưỡng chất để nó phát triển ra lá cho nó đạt hơn. Và nhắc lại với anh em ha, nếu anh em nào có trường hợp này á, thì nếu mà cây chưa kích rễ thì phải kích rễ trước 6 tuần đã, rồi đợi cây nghỉ ngơi khoảng chừng nửa tháng sau là bắt đầu cân nhắc có thể áp dụng làm theo clip này để phục hồi bộ lá me cho cây nha anh em. Và anh em vẫn có thể tiếp tục sử dụng cái bộ đôi này ha, Atonit và Terasort 4 anh em. Cái này Terasort 4 nó chứa phần lớn các amino acid trong này nè, là một dạng thức ăn dễ tiêu dành cho những cây yếu ha. Đó, vẫn sử dụng hai loại này kết hợp được. Và một tuần anh em sử dụng một lần, anh em sử dụng thêm hai lần phun nữa thôi ha, đừng tưới gốc luôn. Còn phân bón NPK trong giai đoạn này, trong thời điểm này cũng khoan sử dụng anh em, nó bộ rễ nó chưa mạnh được đâu, khoan sử dụng đó ha. Mình chủ yếu mình sử dụng thì để kích mầm thức ăn dễ tiêu rồi thì được, nhưng anh em có thể sử dụng cái loại ma nhê kẽm này nha. Khi mà anh em xuống lá xong á, những cái tược non như thế này anh em vẫn có thể là phun ma nhê kẽm này ha. Là ma nhê kẽm này là trung vi lượng, anh em cũng đã biết tới nó rồi. Thì các trung vi lượng này nó cũng giúp cho lá nó lớn ra đó, lớn ra, và đặc biệt là ma nhê nó giúp cho lá dày hơn á. Cái loại ma nhê kẽm này á, là trung vi lượng nói chung á, anh em có thể sử dụng thêm hai lần nữa trên mỗi cơi đọt là được anh em. Thì cơi đọt nào mới ra á, thì anh em sử dụng hai lần, mỗi lần cũng cách nhau một tuần ha. Nhưng mà anh em phải xen kẽ các loại ra ha,
chứ đừng có dồn dập ba bốn thứ vào thì cũng không hay lắm. Nó kết hợp được với Antonit và Terasort luôn đó, nhưng mà thôi sử dụng riêng ra đi vì cây đang yếu mà nhồi quá nhiều không tốt nha anh này. Và khi cây đọt này á, lá đã đi vào già rồi á, thì mình cũng có thể cân nhắc sử dụng NPK liều nhẹ là được nha anh em. Vì anh em biết ha, cây này là cây mình nhổ ra mình cắt tỉa rễ làm lại, chứ còn nếu mà cây mai mà anh em thuần chậu á, là nó vừa bung thực non ra, anh em vẫn có thể sử dụng là NPK được chứ không phải không. Còn cây này mình mới làm bồi rễ lại á, thì khoan sử dụng ha, chờ đợi cây già hả rồi sử dụng NPK nha anh em. Như vậy mình cũng đã chia sẻ gửi đến anh em cái nguyên nhân và cái cách khắc phục mình phục hồi lại cây nó bị lá nhỏ lá me anh em. Thì từ bước đầu nếu mà chưa kích rễ thì phải làm kích rễ như thế nào, sau khi kích rễ thì có những việc làm như nãy giờ trong clip rồi đó. Thì anh em nào dính phải trường hợp nào thì làm theo trường hợp đó ha. Còn mà trường hợp cây của anh em mà bị tuyến trùng hại rễ á, hoặc là cây của anh em mà bị nấm bệnh gây hại trên thân á, mà dẫn đến việc là cây của anh em bị lá me, thì khoan hả sử dụng phân bón hoặc là kích rễ đã nghe anh em. Anh em phải trị bệnh trước hoặc là trị tuyến trùng trước rồi mình mới xử lý như hồi nãy đến giờ. Phải ưu tiên đánh bệnh trước ha, đánh bệnh và đánh tuyến trùng trước. Và bây giờ mình xin được dừng clip ở đây nghe anh em. Thì anh em xem clip á, thấy rút ra được những gì đó hữu ích cho mình trong cái việc xử lý cây bị lá me á, thì nhớ ấn like để giúp cho clip chạy cho thật tốt, trên xuất hiện trên trang mạng YouTube thật là nhiều, đến với được nhiều người mới tập chơi anh em, để cũng có cái cách để xử lý cây ha, hay dở thì chưa nói nha anh em. Thì sao mình cũng biết cách chứ, mình thấy lá me mình cũng để y xì như vậy thì cũng không ổn đâu ha. Và thời gian sau này á, mình cũng sẽ cập nhật cái tình hình phát triển của cây lá me này, nó phát triển như thế nào để gửi đến anh em xem cho vui ha. Thôi, chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. Bye bye.